cho các em học sinh. Thầy xin mời các em vào tiết học 85. Tiết học hôm nay đó là bài ôn tập văn bản thuyết minh. Như vậy thì ở các tiết học trước chúng ta đã học qua biết thế nào là văn bản thuyết minh, rồi chúng ta cũng đã biết thế nào là thuyết minh và một phương pháp cách làm. Như vậy thì ở tiết học này giúp cho chúng ta ôn tập lại những kiến thức cơ bản về văn bản thuyết minh. Thầy mời các em vào phần 1 la mã. Đó là chúng ta sẽ ôn lại về vai trò tác dụng của văn bản thuyết minh. Như vậy thì chúng ta sẽ nhớ lại văn bản thuyết minh có những cái vai trò tác dụng nào. Thì thứ nhất, cái vai trò đó là văn bản thuyết minh nó là một cái kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Cái thứ hai đó là về tác dụng. Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức khách quan về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích. Thì thầy mong các em là chúng ta sẽ nắm vững về cái vai trò, cái tác dụng của văn bản thuyết minh. Để chúng ta không bị nhầm lẫn văn bản thuyết minh với các văn bản khác mà chúng ta đã học, như vậy thì chúng ta cần phải phân biệt sự khác nhau giữa văn bản thuyết minh với các văn bản đó. Vì thì chúng ta có 5 cái văn bản mà chúng ta đã học. Văn bản thứ nhất đó là văn bản thuyết minh, văn bản thứ hai là văn bản tự sự, rồi văn bản miêu tả, văn bản biểu cảm, văn bản nghị lực. Vì thì chúng ta cần phải phân biệt được sự khác nhau về đặc điểm, tính chất của 5 cái loại văn bản này để chúng ta không bị nhầm lẫn khi chúng ta làm bài. Thì các em cần phải nắm được ở cái văn bản thuyết minh, cái đặc điểm tính chất của nó là nó cung cấp tri thức chính xác, khách quan về sự vật hiện tượng. Nhớ ha, cái tri thức chính xác, khách quan là sao? Có nghĩa là tri thức này các em không được tưởng tượng ra hay là chúng ta hư cấu ra, mà chúng ta phải tìm hiểu ha, tìm hiểu cái kiến thức đó cho nó rõ ràng về cái đối tượng đó để chúng ta cung cấp cho nó đúng. Rồi về cái văn bản tự sự, về cái đặc điểm tính chất thì nó sẽ kể lại cái sự việc, nhân vật theo một trình tự. Còn cái văn bản miêu tả, cái đặc điểm tính chất của nó là tái hiện cụ thể đặc điểm về con người, sự vật. Văn bản biểu cảm thì cái đặc điểm của nó là biểu đạt tình cảm, cảm xúc của con người ha. Thì ở đây cái văn bản biểu cảm này các em đã học ở cái ngữ văn lớp 7, là cái chủ yếu là nó bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Văn bản nghị luận thì là trình bày ý kiến, tư tưởng, quan điểm. Như vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ đặc điểm tính chất của từng cái văn bản để chúng ta làm bài, khi làm bài chúng ta không bị nhầm lẫn giữa các văn bản này. Bởi vì có những em làm bài đó, khi chúng ta thuyết minh thì chúng ta lại lạc qua cái văn tự sự, rồi chúng ta kể quá nhiều và chúng ta kể như một câu chuyện ha. Vì chúng ta cần phải nắm rõ sự khác nhau của các văn bản. Rồi khi chúng ta phân biệt xong thì các em cần phải nắm được đặc điểm của văn bản thuyết minh. Thì đặc điểm của văn bản thuyết minh nó có 3 cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất đó là cung cấp tri thức khách quan. Đặc điểm thứ hai là cái phạm vi của nó sử dụng rất là rộng rãi. Đặc điểm thứ ba đó là cách trình bày rõ ràng, ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ, sinh động. Thì các em cần phải nắm rõ 3 cái đặc điểm này của văn bản thuyết minh. Như vậy thì chúng ta cần phải biết được yêu cầu cần thiết khi viết văn bản thuyết minh thì nó có những yêu cầu nào để chúng ta làm một cái bài văn thuyết minh cho nó tốt. Thì để làm một bài văn thuyết minh tốt thì cái yêu cầu đầu tiên đó là chúng ta phải quan sát, tìm hiểu, tích lũy tri thức về sự vật, hiện tượng cần thuyết minh. Tại sao như vậy? Bởi vì khi chúng ta thuyết minh về một đối tượng đó thì đòi hỏi chúng ta cần phải quan sát về đối tượng đó. Quan sát thì chúng ta mới nắm rõ về nó. Ví dụ như các em chuẩn bị thuyết minh về cái bút bi,
thì chúng ta phải quan sát về nó để chúng ta tìm hiểu những tri thức về nó. Từ đó chúng ta mới tích lũy được chính xác cái tri thức về cái đối tượng đó để chúng ta thuyết minh cho tốt. Cái thứ hai, chúng ta phải nắm bắt được bản chất đặc trưng của sự vật hiện tượng cần thuyết minh. Bởi vì các em biết được rằng là mỗi cái sự vật hiện tượng thì nó có những cái bản chất đặc trưng khác nhau. Như vậy thì khi thuyết minh một đối tượng nào đó, chúng ta phải nắm bắt được cái bản chất đặc trưng của mỗi cái sự vật hiện tượng thì chúng ta mới có thể thuyết minh tốt được. Rồi thứ ba là các em cần lưu ý đó, khi làm bài văn thuyết minh thì các em cần phải làm nổi bật được cái những cái đặc điểm, bản chất đặc trưng của đối tượng thuyết minh đó. Là sao? Là chúng ta phải làm cho thật sâu sắc về cái đặc trưng của cái đối tượng thuyết minh. Chẳng hạn như khi chúng ta thuyết minh về cái bút bi thì chúng ta phải nêu rõ được cái bản chất đặc trưng của cái bút bi, hay là về cái phít nước thì chúng ta phải nêu rõ được cái bản chất đặc trưng của cái phít nước. Rồi, cái tiếp theo thầy mong các em nắm được các phương pháp thuyết minh mà chúng ta đã học, thì nó có 6 cái phương pháp mà chúng ta đã học ở những cái bài trước. Cái phương pháp thứ nhất đó là phương pháp nêu định nghĩa giải thích, phương pháp thứ hai là phương pháp liệt kê, phương pháp thứ ba là phương pháp nêu ví dụ, phương pháp thứ tư là phương pháp dùng số liệu, phương pháp thứ năm là phương pháp so sánh, phương pháp thứ sáu là phương pháp phân loại phân tích. Thì ở từng cái phương pháp này nó chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trong cái bài văn thuyết minh của chúng ta, bởi vì nó giúp cho cái bài văn thuyết minh của chúng ta chặt chẽ hơn và rõ ràng hơn, rõ ràng hơn về những cái tri thức mà chúng ta cần cung cấp cho người đọc. Chẳng hạn như ở phương pháp nêu định nghĩa giải thích đó, thì phương pháp này là một cái phương pháp mà chúng ta hay dùng rất nhiều ở cái phần mở bài. Phương pháp này là thường là định nghĩa về cái đối tượng. Chẳng hạn như là khi định nghĩa về cái bút bi, chẳng hạn như là bút bi là một dụng cụ dùng để ghi chép trong học tập, hay là được dùng rộng rãi trong học sinh, sinh viên, vân vân. Hay là phít nước là một dụng cụ dùng để chứa nước nóng dùng trong sinh hoạt gia đình. Thì các em thấy trong từng cái ví dụ đó thì thường có cái từ là, đó là cái phương pháp nêu định nghĩa giải thích. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp liệt kê. Phương pháp liệt kê là phương pháp mà chúng ta sẽ liệt kê ra từng phần của các cái đối tượng, của các cái đối tượng mà chúng ta cần thuyết minh. Chẳng hạn như thuyết minh về chiếc xe đạp, chúng ta có thể liệt kê ra phần chuyên chở, hay là phần chuyển động, hay là phần điều khiển, vân vân. Đó là phương pháp liệt kê. Phương pháp thứ ba là phương pháp nêu ví dụ, tức là chúng ta sẽ nêu một cái ví dụ trong cái bài thuyết minh của chúng ta. Phương pháp thứ tư là phương pháp dùng số liệu, tức là chúng ta sẽ dùng một cái con số cụ thể để giúp cho các bài thuyết minh của chúng ta tăng thêm cái tính là chính xác, tăng thêm cái độ tin cậy. Thì ở phương pháp này thì các em khi đưa cái số liệu thì thầy mong rằng khi chúng ta sẽ tìm hiểu cái số liệu cho nó chính xác để cho cái bài văn thuyết minh của chúng ta nó tốt. Phương pháp thứ năm là phương pháp so sánh. Phương pháp so sánh là sao? Phương pháp so sánh tức là một cái phương pháp chúng ta dùng vào bài văn thuyết minh, mục đích là chúng ta sẽ làm rõ cái đối tượng mà chúng ta cần thuyết minh. Phương pháp thứ sáu tức là phương pháp phân loại phân tích. Cái phương pháp này thường là chúng ta thấy đó, đa số dùng trong tất cả các bài văn thuyết minh, bởi vì khi chúng ta thuyết minh một đối tượng đó, chúng ta cần phải phân loại nó ra. Chúng ta sẽ thuyết minh cái bộ phận nào trước, phần nào trước, phần nào sau, và từ đó chúng ta phân tích thì nó sẽ mang một cái tính hệ thống và giúp cho cái người đọc dễ hiểu hơn về cái đối tượng đó. Chẳng hạn như chúng ta thuyết minh về chiếc xe đạp, chúng ta có thể phân loại ra nó gồm có những cái bộ phận nào, chẳng hạn như là bộ phận chuyên chở, bộ phận điều khiển, vân vân. Và chúng ta sẽ bắt đầu phân tích từng cái bộ phận chuyên chở trước, sau đó là bộ phận điều khiển. Vậy thì sẽ giúp cho cái người đọc, người ta sẽ dễ hiểu hơn khi chúng ta thuyết minh. Thì hy vọng rằng 6 cái phương pháp này chúng ta sẽ nhớ lại
và chúng ta sẽ dùng một cách hợp lý trong cái bài văn thuyết minh của chúng ta ha. Như vậy thì sẽ làm cho cái bài văn thuyết minh chúng ta tốt hơn. Rồi, thầy vừa ôn cho các em về kiến thức về cái bài văn thuyết minh, thì thầy mời các em chúng ta vào cái phần luyện tập đó để chúng ta tìm hiểu ở cái bài tập số 1. Bài tập số 1 người ta yêu cầu chúng ta hãy nêu cách lập ý và lập dần ý. Hãy nêu cách lập ý và lập dần bài đối với các đề bài sau. Thì đề bài thứ nhất, đề A là giới thiệu một đồ dùng trong học tập và trong sinh hoạt. Đề B giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em. Đề C thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học mà em đã học. Đề D giới thiệu cách làm một đồ dùng học tập, một thí nghiệm. Thì bốn cái đề bài này, thì ở đầu tiên để lập ý được bốn cái đề bài này thì các em cần phải nắm ở đề A, tức là thuyết minh về một đồ dùng. Đề B là thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Đề C là thuyết minh về một thể loại văn học. Đề D là thuyết minh về một phương pháp cách làm. Thì chúng ta sẽ đi vào cái bước lập ý cho bốn đề này. Lập ý thì các em cần phải nắm được ý thứ nhất là chúng ta phải xác định được cái đối tượng thuyết minh trong bốn cái đề đó. Rồi ý thứ hai là các em phải xác định được phạm vi tri thức, tức là đặc điểm hình dáng cấu tạo của đối tượng. Rồi công dụng, cách sử dụng, cách bảo quản. Ý thứ ba là chúng ta phải nêu được cái ý nghĩa của đối tượng đối với đời sống con người. Thì cái bước lập ý này thầy cũng nhấn mạnh luôn, nó rất là quan trọng. Nó giúp cho cái bài văn thuyết minh của chúng ta nó sẽ chính xác hơn, rõ ràng hơn và chúng ta sẽ không bị lạc đề. Và từ khi có cái bước lập ý này chúng ta mới có thể lập được một cái dàn bài tốt. Thì chúng ta sẽ đi vào cái bước lập dàn bài. Dàn bài là ở trong bốn cái đề này, mở bài là các em cần phải nêu được cái giới thiệu được cái đối tượng thuyết minh. Thăng bài thì chúng ta sẽ nêu được trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích, cách sử dụng của đối tượng. Kết bài, các em cần phải nêu được cái thái độ đối với cái đối tượng đó. Thì đó là cái bài tập số 1 mà thầy hướng dẫn cho chúng ta. Thì còn cái bài tập số 2 thì các em tự nghiên cứu và chúng ta sẽ làm vào phần bài tập ha. Thì thầy qua cái việc ôn tập văn bản thuyết minh đó, thầy dặn dò các em là chúng ta tìm hiểu lại cho nó chính xác. Cái thứ hai là chúng ta soạn bài cho thầy ngắm chăng để tiết học tới, rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục bài học. Thì đó là một trong những cái kiến thức thầy ôn lại về cái văn bản thuyết minh. Thì các em phần nào không hiểu thì chúng ta có thể liên hệ với thầy để chúng ta hỏi hơn. Bài học của chúng ta đến đây là hết.